Ok, xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ làm một cái trải bài để làm mô tả cuộc sống của bạn trong thời gian kế tiếp ha. Mình sẽ có 3 tụ bài. Tụ bài số 1 ở đây. Tụ bài số 2. Tụ bài số 3. Rồi, các bạn có thể bấm đứng màn hình lại để dễ chọn hơn. Bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 1 nha bạn nha. Mô tả cuộc sống của bạn trong thời gian kế tiếp ha bạn ha. Tụ bài số 1 ở 0 phút 45 nha. Ở đây thì mình sẽ nhìn thấy cái năng lượng đó là bạn sẽ thích đãi bản thân của mình ha. Bạn sẽ yêu thương và thích đãi bản thân của mình. Mình thấy với cái năng lượng này bạn sẽ có rất là nhiều cái hành động cho cuộc sống của bạn. Ví dụ như bạn đứng lên, bạn đi đâu đó, hoặc là bạn sẽ lựa chọn tìm hiểu một cái kỹ năng mới, một cái kiến thức mới ở một cái khía cạnh nào đó mới. Và bản thân của bạn có một cái năng lượng sự tha thứ, có nghĩa là cái gì mà mình không ràng buộc được, cái gì mà mình muốn, nói chung mình muốn sự tự do thì mình phải cho người khác sự tự do. Và mình ở một cái mức năng lượng đó là mình sẽ thả cái nỗi lòng của mình ra, mình sẽ thiền định, mình sẽ tha thứ, mình sẽ cho đi hết. Và năng lượng này của bạn thì mình thấy là sẽ có những cái sự lãng mạn trong cái cuộc sống của bạn. Mình thấy là sẽ có người soulmate, hoặc là cái người mà chia sẻ cái cuộc sống với bạn, người ngọn lửa sinh đôi. Bạn mình thấy là sẽ có rất là nhiều cái sự lãng mạn và sẽ đưa bạn về đúng cái năng lượng nữ tính của bạn. Hoặc là nếu như bạn là nam xem trải bài này thì cái đối tượng của bạn á, họ sẽ đi về cái năng lượng nữ tính và họ sẽ rất là xinh đẹp, cũng như là họ sẽ có một cái gì đó nó gọi là đồng điệu, chia sẻ, hấp dẫn, thoải mái với bạn và có những cái sự lãng mạn trong cái năng lượng này. Mình thấy đối tượng tình cảm của bạn, nếu như hai người có bất đồng quan điểm hoặc là có tạm thời xa nhau thì sớm thôi bạn sẽ nhận được cái sự tán tỉnh lại của cái người này. Và mình thấy rằng là cái năng lượng này sẽ là cái năng lượng đó là bạn sẽ bỏ đi cái sự kiểm soát bản thân ha, kiểm soát mọi thứ ha. Mình nói ví dụ như là bạn muốn một cái ai đó, một điều gì đó ở lại trong cái cuộc sống của bạn á, thì chính bản thân bạn phải là điều thú vị trước đã bạn ha. Chính bản thân bạn á phải trang hoàng, cũng như là phải làm cho cái nơi sinh sống đó nó xinh đẹp, nó tốt đẹp, nó tươi tắn, nó thoải mái, nó vui vẻ. Và mình có, cho dù mình có mở cửa cái lồng chim thì cái con chim đó của mình nó bay đi rồi nó sẽ bay về. Nhưng mà thí dụ như là ở một cái mức năng lượng là bản thân mình không có gì vui vẻ, xinh đẹp, thú vị, hoặc là không có gì thu hút thì sẽ rất là khó. Thì năng lượng này mình thấy là bạn rất là bạn tha thứ, bạn cởi mở và bạn thoải mái. Vì vậy cho nên cái năng lượng này nó sẽ có năng lượng của cái tình cảm kết nối với nhau, sự đam mê trở lại, sự chia sẻ, sự lãng mạn. Và mình thấy rằng là bạn còn phát triển về cái mặt tâm linh của bạn rất là tốt ha. Mình cảm thấy là cái năng lượng này của bạn sẽ là một cái năng lượng của việc thiền định, năng lượng của việc là bạn đi vào đúng cái năng lượng, nói chung là bạn đi trên cái nguồn năng lượng tốt đẹp nha. Và mình thấy cái năng lượng này có thể là bạn sẽ gặp bạn sẽ có hai đối tượng tình cảm, và một trong hai đối tượng tình cảm đó là open relationship, có nghĩa là giống như là mình cũng đang lưỡng lự hoặc lựa chọn, hoặc mình có hai năng lượng ha. Đó, mình thấy là bạn đang đi vào cái vùng năng lượng ổn định của bạn, cũng như là năng lượng gia đình, năng lượng bạn bè, năng lượng chia sẻ, healing, chữa lành. Bạn có thể là có những cái sự kiện ăn mừng chiến thắng, hoặc là những cái sự kiện gì đó nó sẽ là sự kiện sẽ có nhiều người, hoặc là họp nhóm, hoặc là này kia ha, có nhiều như vậy. Thì cái cuộc sống của bạn cũng như là bản thân của bạn á, trong thời gian kế tiếp mình thấy rằng là ước mơ trở thành sự thật. Ở đây năng lượng có cái cặp đôi, có sự lãng mạn và có một cái kết quả cho bạn rõ ràng ha. Bạn chọn ai đó hoặc bạn như thế nào sẽ có một cái kết quả rõ ràng cho bạn, không có mập mờ, không có gì cả. Năng lượng này là đoàn tụ, năng lượng này là tự tin, năng lượng này là kiểu như là hấp dẫn, chia sẻ, là thoải mái. Năng lượng này á, thì mình nghĩ là bạn sẽ cắt bỏ được hết những cái lo toan nỗi sợ của bản thân mình để mà bạn có thể là bước lên một bước nữa, hoặc là cho bản thân mình một cái cơ hội công việc, hoặc là bắt đầu một cái cơ hội công việc nào đó. Mà năng lượng này là bạn mong muốn có công việc mới thì sẽ có cơ hội về tiền bạc lớn, và cũng như là bạn sẽ có một cái năng lượng độc lập, vững chãi về mặt tài chính. Cũng giống như là kiểu như mà mình cảm thấy là cái năng lượng này là ở năng lượng
cái năng lượng này là ở bàn tay của bạn ha, không phải là bạn được sự trợ giúp của ai mà bạn được như vậy, hoặc là bạn bạn sẽ có cái may mắn về trong cái năng lượng tài chính của riêng bản thân bạn á, và bạn sẽ có những cái sự hấp dẫn vui vẻ, bởi vì có thể là năng lượng của bạn là năng lượng của sự tha thứ, năng lượng của bạn là năng lượng của sự đầu tư những cái hạt giống, năng lượng của bạn có thể là bạn sẽ có rất là nhiều những cái cơ hội để thích đãi bản thân, để yêu chiều bản thân, để cho bản thân một cái giá trị tốt. Ví dụ như là ăn ngon nè, mặc đẹp nè, hẹn hò nè, bước ra đường nè, rồi thoải mái nè, tha thứ nè, không càm ràm cầu nhau, không có khó chịu, không có thể hiện những cái cảm xúc tiêu cực nè. Nhưng mà không phải là bạn đè nén nó, mà là cái năng lượng này của bạn có sự thay đổi là nó là như vậy, chứ không phải là bạn đè nén nó, hoặc là bạn chưa giải phóng ra hết, bạn chưa chữa lành hết ha. Khi mà cái cuộc sống của bạn nó thoải mái thì nó thả lỏng, nó thoải mái, nó tốt á, thì bạn không có cần có ai đó phải quan tâm đến bạn, hoặc là có ai đó phải làm cho bạn điều gì đó bạn mới thấy vui. Bạn tự thích đãi, bạn tự ấy cho cái cuộc sống của bạn. Và khi mà bạn càng thả lỏng, bạn càng thoải mái thì người khác á, họ mới kết nối với bạn, họ mới cảm thấy thoải mái vui vẻ ha. Thì năng lượng này của bạn mình thấy là trong thời gian sắp tới bạn sẽ vào được cái nguồn năng lượng đó, và rất là tốt, rất là độc lập. Bạn có thu hoạch gì đó về trong công việc của bạn, về tài chính, về tiền bạc của bạn, nói chung là có tiền á nha bạn nha. Đó, và mình thấy là bạn cũng có những cái thả lỏng thoải mái trong cái tinh thần của bạn nữa ha. Ok, mình sẽ kết thúc tụ bài số 1 đây, bạn xem cho bài riêng có thể móc giùm mình. Bây giờ mình sẽ đến với tụ bài số 2 nha. Tụ bài số 2 ở 7 phút 07 thì bạn ha. Với cái năng lượng của tụ bài số 2 á, thì mình thấy là có thể là bạn sẽ có một cái cơ hội về công việc, hoặc thành công về công việc nào đó của bạn. Mà mình thấy là cái công việc này của bạn có thể mở rộng hơn ha, mở rộng cái vùng hoạt động của bạn hơn, ví dụ đi ra nước ngoài hoặc là gì đó. Và mình thấy bạn sẽ có những cái quyết định, những cái sự lựa chọn để bạn hành động. Và mình cũng nghĩ rằng là bạn sẽ có những cái điều tự hào cho bản thân bạn, cho cuộc sống của bạn. Với cái năng lượng này thì mình thấy là bạn sẽ quay trở về với lại cái nền tảng trong cái cuộc sống của bạn. Bạn sẽ chấp nhận những cái sự khác biệt của mình, bạn sẽ chấp nhận bản thân của mình, bạn sẽ giải phóng bản thân của mình, bạn sẽ tin tưởng hơn vào bản thân của mình. Với cái năng lượng này là mình thấy là bắt đầu bạn sẽ có yêu thương bản thân của bạn, và bạn sẽ có một cái tình cảm mới ha, một cái tình yêu mới, một cái cơ hội tình yêu mới mà bạn xứng đáng để chờ đợi. Điều đó nó xứng đáng để bạn chờ đợi. Và mình cảm thấy là cái năng lượng này của bạn á, bạn càng chịu đựng thì mọi thứ á, nó càng tự do bạn ha. Mình chịu đựng mà tại sao mình lại được tự do, tức nghĩa là mình không có hành xử theo cái cảm xúc của mình. Mình không có bị những cái cảm xúc tiêu cực đó nó dẫn dắt. Và bản thân của mình khi mà mình hành xử theo nó thì chẳng khác nào mình đồng lãi với nó, mình cùng chung với nó. Thì mình không cùng chung, mình không ấy, mình chỉ là chịu đựng, cố gắng, cứ biết là cuộc sống gặp gờn, nó có lên thì phải có xuống. Thì bây giờ nó đang xuống thì mình đang chờ đợi cái sự lên. Cũng giống như nếu như mà bạn có cái năng lượng đó là bạn chưa nhìn thấy được những cái điều mà phép màu, hoặc là những cái điều tích cực trong cuộc sống của bạn, thì bạn cứ yên tâm đi, vũ trụ nói rằng là bạn hãy chờ đợi một cái người đàn ông hoặc là một cái người phù hợp với bạn, đến một cái thời điểm thích hợp họ sẽ xuất hiện ha. Và mình cảm thấy đó là một cái năng lượng tình cảm mới đấy bạn nha. Và mình thấy là trong cái cuộc sống của bạn, trong thời gian kế tiếp, bạn bắt đầu nhìn thấy những cái bóng tối của mình, nhìn thấy những cái sự thay đổi trong bản thân của mình. Và bản thân của bạn bắt đầu dần dần có một cái sự nới rộng suy nghĩ ra, và tin tưởng vào bản thân của mình nhiều hơn. Năng lượng này thật sự mà phải nói với bạn là bạn không có một cái niềm tin về quá khứ, hoặc không có một cái niềm tin về ai đó, hoặc là bạn sợ hãi một cái điều gì đó. Chứ thật sự ra là mình thấy rằng là với cái năng lượng này của bạn là sắp tới, một là bạn sẽ rời đi khỏi những cái khó khăn trong cái cuộc sống, cũng như là rời đi khỏi cái mối quan hệ tình cảm cũ. Và cái năng lượng này của bạn, mình thấy bạn có nhắn tin với ai nè, bạn có người soulmate để chia sẻ, bạn có gặp lại. Mà cái đối tượng năng lượng, mà đối tượng cũ hay bất cứ cái gì, mình cũng cảm thấy là sau khi bạn chịu đựng, hoặc là xong bạn học xong cái bài học đó, là mình thấy cái ước mơ của bạn trở thành sự thật, và rất là nhiều những cái điều may mắn đến với bạn á.
mình thấy là sẽ có rất là nhiều cái thay đổi. Có thể là cái cảm xúc của bạn, cái lúc mà bạn tương tác với lại cái đối tượng đó đó, bạn cảm thấy á, là bạn mệt mỏi đi, bạn mất sức, hoặc là bạn không có được cái điều tin tưởng, không có được niềm tin tưởng đi, thì bây giờ mình cảm thấy là mọi thứ coi chừng nó sắp qua rồi ha, nó sắp qua, để mà bạn có thể gọi là cảm thấy rằng là cái điều gì á, là bạn cảm thấy là nó phù hợp với bạn, bạn biết điều gì phù hợp với bạn, và bạn biết yêu thương và tôn trọng bản thân của bạn. Và mình thấy là bạn sẽ là một năng lượng của là vững, một người phụ nữ là vững vàng về mặt tài chính, cũng giống như là đi qua những sự sắp xếp cuối cùng, bạn vẫn thấy được đó là bạn không, giống như là bạn cần cái sự an toàn, bạn cần cái sự ổn định đó, và bản thân của bạn á, là sẽ thay đổi cái cách nhìn rất là nhiều. Đó, trong cái năng lượng này bạn sẽ bắt đầu viết nên những cái điều mới mẻ trong cái cuộc sống của bạn, cũng như là cái câu chuyện tình cảm của bạn. Thật ra với cái năng lượng này thì mình nghĩ là bạn sẽ share bản thân của mình với rất nhiều thứ trong cái cuộc sống này, chứ không phải là chỉ có im hơi lặng tiếng hoặc là chịu đựng ha. Mình cảm thấy là cái năng lượng này á, đó là bạn sẽ có may mắn về tình yêu mới nha, về tình yêu mới. Còn tiền bạc vật chất hoặc như thế nào á, thì mình thấy là bạn sẽ có tiền, nhưng mà vấn đề về cái tiền bạc vật chất của bạn thì nó cũng sẽ là hơi nhiều việc phải làm, nói chung là hơi mệt, nhưng vẫn thành công nha, bạn vẫn là thành công. Năng lượng này của bạn á, là một cái năng lượng đó là bạn sẽ quay về để giải quyết câu chuyện cũ, nói thẳng một câu là vậy. Mình sẽ không nói là người cũ quay về, mà mình nói là bạn quay về giải quyết câu chuyện cũ ha. Bạn quay về giải quyết câu chuyện cũ, bạn nói rõ ra, bạn nói rõ ràng ra với một cái sự tự tin của bản thân mình, chứ không phải là lo sợ hay là này kia, hoặc hay là giống như là có một cái hàng rào bảo vệ hay gì. Bạn sẽ nói chuyện và bạn sẽ làm hài lòng chính bản thân của mình, và bạn nhìn thấy được là cái khả năng của bản thân mình là vô hạn. Bạn sẽ có cái duyên để viết lách, hoặc là để mà làm một cái để mà giống như là hoàn tất một cái công việc gì đó liên quan đến content, hay là viết lách, hay là đưa ra ý tưởng, hay là kiểu giống như là viết lách các bạn ha. Năng lượng này thì có thể là bạn sẽ thành công rất là lớn về cái mặt công việc của bạn trong thời gian kế tiếp đó nha, thành công rất là lớn nha. Ví dụ như bạn có một cái đề án, một cái gì coi chừng là điều đó nó sẽ tốt và được thông qua, nói chung là bạn được tán dương tán thưởng đó. Ok, mình sẽ kết thúc cái tụ bài số 2 để bạn xem cho bài riêng, có thể inbox giùm mình nha. Bây giờ mình sẽ đến cái tụ bài số 3 ha bạn ha. Tụ bài số 3 của chúng ta ở 13 phút. 13 đi. Rồi, tụ bài số 3 của chúng ta 13 phút 13. Thì đầu tiên mình sẽ thấy bạn sẽ bước vô một cái năng lượng rất là tự tin của bản thân mình, và mình cảm thấy là cái khả năng chịu đựng của bạn nó sẽ nâng được cao hơn. Và bản thân của bạn sẽ có cuộc trò chuyện với ai đó, với cái người mà bạn thích, hoặc là một cái người trung gian để hiểu hơn về cái người bạn thích. Năng lượng này là một cái năng lượng đó là bạn sẽ có kết nối với một người showmate, mặc dù người đó rất an toàn để bạn cho bạn kết nối, nhưng mà cái năng lượng này nó vẫn chưa phải là một cái năng lượng mà nó đi vô chính yếu cái nguồn năng lượng của mình. Giống như là bạn chia sẻ trao đổi với cái người đó, nhưng cái người đó họ với bạn vẫn chưa có một cái bước tiến bước tiếp theo ha. Nhưng mà bạn đang ở trong cái nguồn năng lượng của bạn, tức nghĩa là bạn được theo đuổi, được săn đón, được để ý, được này kia, được cái sự gọi là chú ý của cái người đó, hoặc là được cái sự gọi là giải thích của người đó, hoặc là cái người đó muốn tiến đến với bạn, họ muốn giải thích rằng là họ không muốn làm bạn tổn thương như vậy, cái kiểu là như vậy nha. Với cái năng lượng mà này của bạn á, thì mình thấy là bạn có thể là rất là dễ dàng để giành được tiền bạc á ha, có tiền có bạn để giành được tiền bạc. Và mình nghĩ năng lượng này á, chắc là có quà tặng nha, bạn có nhận được quà. Và mình thấy là bạn sẽ có tương tác hoặc là nói chuyện với ai rất là nhiều thông qua mạng xã hội, hoặc là tương tác từ xa. Cái năng lượng này là cái năng lượng mà kiểu như là bạn sẽ phải cố gắng để mà bạn chạy trốn khỏi cái cảm xúc của bạn. Mình thấy là bạn có một cái sự né tránh cái cảm xúc của bạn, cũng giống như là bạn cảm thấy chưa ổn định, chưa an toàn về một cái vấn đề tình cảm, cảm xúc nào đó. Và mình nghĩ cái đối tượng đó, vì sao mà bạn bị như vậy, cái câu trả lời của bạn đó là bạn bị
bạn bị cái giống như là cái người đó đó họ soi chiếu điều gì đó trong bản thân của bạn, có cái sự soi chiếu cái điều gì đó trong cái bản thân của bạn. Họ với bạn có, họ với bạn là một là linh hồn song sinh, hai là cái soi chiếu với nhau. Soi chiếu với nhau là một cái gì đó, một là một cái năng lượng. Bạn nhìn thấy bạn từ người đó, bạn nhìn thấy người đó từ bạn. Năng lượng cái câu chuyện này của bạn á, là rất là dễ có cơ hội mới và có những cái thay đổi bất ngờ không lường trước được nha. Những cái thay đổi bất ngờ này á, là nó mang lại cho bạn cơ hội, là nó tốt chứ không nó xấu. Và mình thấy là bạn nên có một cái sự cởi mở suy nghĩ của mình ra, và bạn nên có một cái thời gian này của bạn á, thì mình thấy là bạn rất là được nhận quà tặng, bánh kẹo, trái cây, hoặc là được có quà nha bạn nha. Bạn có quà. Và mình thấy là năng lượng này là năng lượng của sự bình an, năng lượng của việc đó là bạn sẽ rất là dễ rời đi khỏi những cái trách nhiệm mà bạn không có muốn, không có muốn quan tâm, không có muốn nghĩ đến nữa. Nói chung là mình thấy với cái năng lượng này của bạn á, là bạn rất là dễ âm thầm nhìn thấy ai đó, để ý ai đó, và bạn hơi ghen tị ha, hơi ghen trong lòng. Không phải là mình ghen tuông, mà là mình ghen trong lòng. Mình giống như là mình có thể là cái điều gì đó mình không có với tới được, hoặc là mình còn thiếu sót trong lòng mình chưa có, nên mình cứ ghen như vậy. Trong cái năng lượng này của bạn á, thì chắc là sẽ có một số mối quan hệ mình sẽ không có chơi được, mình sẽ say no, cũng như là mình sẽ cấu tạo lại trong cái cuộc sống của mình. Năng lượng này á, là năng lượng của một cái sự gọi là giống như là bạn sẽ chọn bước ra bên ngoài nhiều hơn là ngồi tại chỗ ha. Bước ra bên ngoài nhiều hơn là ngồi tại chỗ. Năng lượng này mình nghĩ là năng lượng của cái sự phát triển, cái sự phát triển tình cảm. Năng lượng này là sự phát triển tình cảm từ một cái năng lượng câu chuyện tình cảm cũ ha. Thì bạn hỏi là cái sự phát triển tình cảm đó nó như thế nào á, thì mình cảm thấy là nó vẫn chưa có một cái đường hướng quá rõ ràng để cho chúng ta có thể nhìn thấy được, mà cứ phải là tích cực thôi ha. Cứ phải là tích cực thôi. Nếu như bạn không muốn chấp nhận một số cái giá trị nào đó thì bạn có quyền không chấp nhận. Và mình vẫn cảm thấy là cái người cũ cũng là một cái, cũng sẽ còn kết nối trở lại, hoặc là quay trở lại, hoặc là kiểu như là mình nói là nhiều khi họ quay là hỏi thăm thôi, chứ cũng không hẳn là vậy. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy là năng lượng của bạn là thật ra là bạn sẽ mang đến cho ai đó một cái tình yêu thương. Mình không nói là mình sẽ không nói theo cái kiểu là tình yêu hay gì, nhưng mà cái người đó cho dù họ có như thế nào đi chăng nữa, thì khi họ kết nối với bạn, họ cảm thấy họ được là chính mình, họ cảm thấy giống như duyên nợ từ bao nhiêu kiếp, họ cảm thấy được hạnh phúc, họ được cảm thấy được chan hòa, họ cảm thấy được coi như là được hợp nhất cái bản thân của họ. Và mình cảm thấy năng lượng này của bạn là năng lượng phát triển về mặt tâm linh á, trong cái suy nghĩ của bạn, phát triển về cái mặt tâm tư suy nghĩ của bạn á. Ở đây á, nếu như mà bạn có canh cánh một cái câu trả lời nào á, thì câu hỏi nào, thì mình nghĩ cái câu trả lời đó sẽ là câu say no nha bạn nha. Sẽ là cái câu no nha bạn nha. Và mình thấy là bạn, thật ra là bản thân của bạn cũng có rất nhiều cái nỗi sợ hãi, và cũng có rất nhiều cái sự chạy trốn cảm xúc, chứ không phải là không nha. Đó, nhưng mà mình nghĩ rằng là cái việc mà bạn cái mô tả cái cuộc sống của bạn trong thời gian kế tiếp á, thì mình vẫn cảm thấy là có sự đoàn tụ. Và nếu như nói về tiền bạc là bạn có tiền bất ngờ, có tiền bất ngờ, ai đó đưa cho bạn hoặc là chỉ gì đó một cái tiền bất ngờ nha, một cái số tiền bất ngờ. Mà mình thấy là bạn làm việc cũng nhiều lắm, cũng mệt mỏi lắm, và bạn cũng phải đứng dậy để mà làm rất là nhiều thứ, chứ cũng không phải là thoải mái hay là nhẹ nhàng gì. Nhưng mà nói chung là cuộc sống tình cảm của bạn, là cái câu chuyện tình cảm của bạn nó sẽ vẫn là tiếp diễn. Người đó đó, cái tình cảm đó đó, họ đối với bạn là vẫn là ok, vẫn là ổn, vẫn là tốt, vẫn là mong muốn xây dựng. Nhưng mà để mà bước lên một bước nữa thì giống như cái năng lượng nó còn xa lắm. Đó, giống như họ cũng nghĩ về bạn, họ cũng muốn trời ơi, vui quá, hạnh phúc quá, được ở bên bạn này kia. Nhưng mà để bước lên một bước, một giai đoạn kế tiếp, ví dụ như cam kết hay này kia, là chưa tới, là vậy thôi. Chứ không phải là nó xấu hay là nó này kia, bạn hiểu không? Và mình nghĩ là nó cũng có những cái giới hạn nào đó mà bản thân của bạn á, là bạn cũng chưa cho ra. Hiểu không? Bạn cũng chưa cho ra. Quen ở mức độ đó thôi, chứ cũng không dám hơn nữa. Hoặc là kiểu như là năng lượng, cái kiểu giống như là cái giai đoạn này bạn cảm thấy an toàn thì bạn yêu đương, bạn cam kết bạn này kia. Nhưng mà thí dụ như sau này nó không an toàn nữa thì bạn lại tính cách khác. Cái năng lượng này là bạn sẽ có cơ hội đi du lịch nữa. Nhưng mà câu chuyện tình cảm với người cũ của bạn thì rất nhiều cái trở ngại ha, rất nhiều cái trắc trở ngại. Ok, mình sẽ kết thúc tụi bài số 3 để bạn xem cho bài riêng, có thể inbox cho mình. Hẹn gặp lại các bạn cho bài sau nha.